Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ chút xíu về cái ứng dụng YouTube ở trên TV Samsung model là J4003. Hả? Có nhầm không? Chắc là 404303, 4003 là TV thường mà. Để lộn bên này. Đúng rồi, TV thường lộn bản rồi. Để qua lại. Sư thầy cho mình. Tại vì hôm bữa là cái tivi này nằm đúng chỗ này nên vô nhà vô là biết nó 4303 luôn, bấm luôn quay video mới để điện thoại. Ok, làm lại nha. Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về tivi 32 inch J4303. Xin lỗi anh Lưu Phước Thành, em không có cố ý để anh cái mặt này mà em đợi nãy giờ rồi, nó không qua, nó kẹt rồi. Thì vào vấn đề chính luôn, đây cái vấn đề chính là cái bảng này. Cái bảng này nó hiện thị những cái thông số của video lên, mà YouTube gọi nó là thống kê bộ nhớ. Cái phần này mình đã có nói trước đây qua hai cái video, một cái là trên TV LG, một cái là trên TV Sony. Thì cách tắt của Sony là trong cái phần cài đặt của nó. Trong cái phần cài đặt này của LG giống như cái model này thì nó không có cái mục thống kê bộ nhớ để tắt. Ok. Còn LG thì nó giống cái này. Thì mình có nhớ một thông tin là chọn xóa lịch sử xem và chọn xóa cookie thì nó cũng hết. Ok, mình vừa mới thử xong rồi, bây giờ mình coi coi nó có hết không nha, hay là chỉ là tin đồn thất thiệt. Đi. Ok, nó hết kìa. Ok. Để mà bật tắt cái chức năng đó một cách khác nữa, trong quá trình đang xem video này, các bạn có thể bấm nút, thì mình đang bấm là nút lên. Anh em lâu một sành mà tưởng là cái tivi nó bị giật. Đây, để phần tùy chọn khác. Các bạn phải bấm chọn khung sáng, bấm nút qua trái nè, cho khung sáng chọn về tùy chọn khác. Thì đó nó sẽ lên một dãy logo, nút thích nè, nút không thích, đăng ký nữa. Để vào cái logo này giúp mình thống kê bộ nhớ là cái hình con bọ nè. Nó làm mình mất tập trung á. Dây nách dây đồ lên. Đó, là cái phần thống kê bộ nhớ. Thì các bạn bật cũng bấm như nó một lần, tắt thì cũng bấm như nó một lần. Rồi, cũng về tùy chọn khác. Tìm nó không bỏ rồi bấm bật tắt. Giờ mình thử bật nha, giờ mình làm lại một lần nữa. Giờ mình bật rồi, mình thoát ra, mình bấm qua cái video khác, nó cũng bị đó. Tức là đã bật rồi là video nào mình bật lên cũng bị hết ở trong cái phần YouTube. Mình thoát khỏi YouTube luôn. Mở lại YouTube. Do cái remote của mình nó không có cái nút Smart Hub nên mình phải mở bằng cách vào phần menu, hơi bất tiện tí. Okay, YouTube. Video này mình làm hơi dài nhưng mà mục đích là để mình test hết mấy trường hợp luôn để các bạn có thể nắm. Là đã mình bật rồi, nhìn thoát ra khỏi ứng dụng rồi. Rồi. Mình bật lại một video bất kỳ. Nó cũng bị rồi, thì cách tắt giống như nãy mình nói rồi đó, tắt ở trong cái phần tùy chọn khác hoặc tắt trong cái phần cài đặt xóa lịch sử, xóa cookie. Giờ thử thêm một phần đó là bây giờ mình sẽ tắt luôn cái tivi luôn. Rồi, ok, bước tiếp theo nữa là mình tháo luôn cái dây điện của tivi ra. Tay bữa mình bị té cày chút xíu lên video nhìn hơi gớm ghiếc. Ok, nó nhảm được mấy giây rồi các bạn. Mấy cái bụng đỡ cái tivi không nó bay xuống đền. Làm video YouTube không được nhiều tiền á, đền tivi chắc khóc luôn. Để mình đỡ xót xa hơn về cái vấn đề nó xui xui mà có rớt tivi thì các bạn xem video nhớ giúp mình like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Đó thì mình có rớt tivi mình cũng chả sợ.
Ok, sau khi gắn điện lại mình mở lên, khởi động lại từ đầu. Nóng quá. Mát quá. Ok, là mình bấm rồi đó mà nó chưa chạy, nhưng mà mình đứng nói nhảm luôn. Chậm chút xíu nhưng chắc mới khởi động. Qua qua thì mang xanh. Ok, rồi lên này. Chọn cái phần Smart Hub, mở Smart Hub. Mở YouTube. Đang khởi động hơi lâu tí. Đợi chút xíu. Chưa xong. Lâu dữ trời. Oh, đã chạy được rồi. Chịu khó nha bạn, video này hơi dài xíu. Dài mà đáng giá. Các bạn thấy nó hay bật quảng cáo nữa, chừng thì cứ cố gắng lít lít quảng cáo mình nha. Các bạn cũng không có mất mát gì nhiều đâu, mấy giây của bạn thôi mà giúp mình nhiều lắm á. Kênh tăng trưởng tốt thì mình sẽ cố gắng làm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Ví dụ một ngày nào đó mình giả bộ làm rớt tivi trong siêu thị. Ok, quay lại vấn đề chính, chọn một video bất kỳ phát. Tốt. Vậy thì có vẻ là tưởng là không bị hả? Không có đâu, có tắt tivi tháo mà không bị luôn kìa. Ok, hồi nãy mình đã thôi, mình sẽ thao tác qua cả hai cách luôn. Cách thứ nhất làm lại nha, tùy chọn khác. Ok, bấm chọn qua con bọ có tên là thống kê bộ nhớ. Bụp. Tắt. Bụp cái nữa, bật lên. Thử tắt bằng cách thứ hai. Quay ra. Qua phần. Ôi. Cài đặt. Xóa lịch sử. Xóa cookie. Ok. Tên tên. Đã hết bị. Rồi. Như vậy là hoàn tất video kiểm tra. Chúc các bạn thành công. Nhớ giúp mình nha, nếu thấy hay bổ ích, like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Anh công an. Bye bye. Bye bye.